Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Trong những câu chuyện phải nói là vô số các nạn nhân, các thân nhân, gia đình của rất nhiều người mất tích hiện nay đến đây để tìm nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thành Hải cũng như Công Trần cùng với một số anh em thành viên khác. Thì đây là tiếp tục một cái câu chuyện phải nói là vô cùng đau lòng, một bé gái là tiếp tục lại đi một cách mất tích, một cách bí ẩn, giờ này cũng chưa có thông tin gì. Thì gia đình của em gái này cũng đang lên nhờ để cái sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần cùng với cộng đồng mạng, hy vọng cái video này được chia sẻ nhiều hơn nữa để nhiều người được lan tỏa, để nhiều bé trai bé gái không bị lừa bán sang Campuchia hoặc sang các quán cà phê các bạn. Hiện nay thì cũng rất nhiều trường hợp bị lừa, bị dụ dỗ vào các quán cà phê, vì vậy dân chúng ép bắt phải ký giấy, phải chuộc tiền, những số tiền phải đó là lên hàng trăm triệu. Còn rất nhiều người bị lừa, bị dụ dỗ bán sang Campuchia việc nhẹ lương cao. Thì đây là một cái câu chuyện tiếp tục điển hình. Kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Rồi anh chào em. Dạ. Em có thể em cho anh biết là em họ tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Lê Thị Tâm Thanh. Em hiện nay đang sống ở đâu? Dạ, em sống ở Minh Hưng, Châu Thành, Bình Phước. Hôm nay em đến nhờ anh Hải cũng như là Công Trần cùng với một số anh em khác để tìm kiếm cái thông tin người nhà mình mất tích là như thế nào. Em có thể nêu rõ cái cụ thể. Dạ, em gái em là tên là Lưu Thị Thanh Hiền, sinh năm 2003. Nó bé đi nay là 6 ngày rồi, bé đi từ ngày 16 tháng 7. Bé đi ngày hôm đầu tiên thì có liên lạc với bé được, nhưng từ ngày hôm sau tới nay là không liên lạc được. Đến giờ phút này là 6 ngày rồi. Dạ. Năm nay là sinh 2003 phải không? Dạ. Năm nay 18, 19 tuổi rồi. Dạ. Trước nay em gái của em là làm cái công việc gì ạ? Dạ, bé đi học. Bé vừa thi xong 12 luôn. À, mới thi xong học, gọi là nghỉ hè phải không? Dạ, đúng rồi. Trong thời gian nghỉ hè này hiện nay đang sống ở đâu ạ? Dạ, sống với em. Sống em mà đi cái hôm đó là trước khi đi là có biểu hiện gì không em? Dạ, không, bé bình thường. Không, tâm lý nào rất tâm bình lý thường. Thì nói chung là bình thường, bé cũng thích nói chuyện nên là cũng không thấy gì hết. Trước khi đi bé đi là bé có chia sẻ cái thông tin gì là em chuẩn bị đi làm xa hay là như thế nào? Em có thể em nói rõ cho mọi người được biết không? Dạ, trước khi đi thì bé có xuống tâm sự với bé cháu là bé buồn. Bé bị lỗi liếc nhạy cảm gì đó với một bạn trai nào. Bé kết mạng qua mạng. Thì bé lên tâm sự với cháu đó là Diễu phải đi lên thành phố để gặp người đó để giải quyết. Khi mà bé cháu an ủi bé cháu kêu là đừng có đi thì bé cũng đã đồng ý, bé không đi nữa. Nhưng mà về nhà thì bé vẫn bình thường tới sáng, mà ngày sau em đi làm thì bé nhờ bé đi. Vậy là đi buổi tối? Dạ, đi buổi sáng. Buổi sáng mấy giờ sáng? Mà đi với ai em biết không? 7 giờ, thì em không biết. Không có hình ảnh? Dạ, không có hình ảnh. Tại khi mà tụi em đi làm rồi thì có bé có đi đổ xăng. Anh rể em nhìn thấy bé đi đổ xăng thì chỉ nghĩ như bình thường bé đi làm và cũng đi làm thôi, chứ không có để ý gì hết á, là không biết cái gì đâu. Em gái của em chia sẻ với một người nào đó để lộ một cái clip gì đó. Dạ. Ở trên mạng, vì vậy cho nên là lên Sài Gòn để giải quyết. Dạ. Cái vấn đề đó. Dạ. Thì lên Sài Gòn là lên quận mấy, ở khu vực nào, em có thể biết? Dạ, bé không có nói, không chia sẻ rõ cụ thể địa chỉ. Dạ. Hiện nay từ ngày đó đến giờ này mất tất cả thông tin. Dạ, mất. Em có liên hệ được cho bé không? Dạ không, được cái ngày đầu tiên thôi. Ngày đầu tiên gọi cho bé thì giống như kiểu là có người ngồi kế bên á. Khi em hỏi bé bất cứ cái gì á thì bé trả lời ấp a ấp úng, không có được trả lời ấp a ấp úng. Dạ. Không có rõ ràng rành mạch. Dạ. Bé đi là có mang theo xe hay là tiền? Dạ, bạc hay điện thoại? Có một chiếc xe coupe 50. Xe coupe 50. Dạ. Biển số mấy mà xe màu gì em? Dạ, xe màu trắng. Biển số mấy? Biển số thì tại biển thành phố hay biển tỉnh? Dạ, biển tỉnh Tiền Giang. An Giang. Biển An Giang. Dạ. Xe màu trắng. Dạ. Đặc điểm nhận dạng của bé là cao 1 mét bao nhiêu? Bé cao 1 mét 40 mấy thôi. Nhìn bé thấp, bé có đeo mắt kính tại bé bị cận. Em có hình ảnh của bé không? Dạ có. Em có thể em mở hình ảnh cho tất cả mọi người được thấy rõ cái hình ảnh này. Em mở đó. Vậy là gia đình hiện nay đã báo công an cho em? Dạ, em đã báo rồi. Trình báo công an địa phương rồi đúng không? Dạ. Rồi, em cho xác cái hình lên xíu nữa. Rồi, ok. Rồi. Đó, đây cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy đây một cái hình ảnh một cô bé năm nay là 19 tuổi. Em có tin rằng là bé gái này có thể là bị dụ dỗ gì đó không? Dạ có. Có thể bị dụ dỗ. Dạ. Đúng không? Và nhiều khả năng là bé gái này đang bị ép vào trong các quán cà phê. Dạ. Rồi lai mai chúng có thể là chúng sẽ có nhiều ý đồ khác nhau. Rồi em có lời nào muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng để mọi người chia sẻ để tìm lại em gái của mình không? Dạ, em mong cộng đồng mạng chia sẻ nhiều, giúp đỡ cho em tìm về em gái sớm. Gia đình em được mấy anh chị em? Dạ, 8.
8 ha. Em gái em thì chắc út ha. Dạ. À. Tại vì ba mẹ mất rồi nên mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp đỡ cho em sớm tìm được em gái. Thông tin thì hiện nay thì rất mù mịt, chưa rõ ràng. Đây là em cũng đang chỉ là nghe một phía, là em gái em chia sẻ lại cho những người thân, cho những người bạn bè, là có thể là em gái em để lộ một clip nào đó, vì vậy phải lên Sài Gòn để xử lý, có thể để giải quyết, để tránh tình trạng ảnh hưởng cho cuộc sống sau này. Nhưng không ngờ bé đi một cách mất tích bí ẩn, đến giờ phút này chưa có thông tin để liên lạc về cho gia đình. Gia đình hiện nay rất là hoang mang phải không? Còn này em cũng cố gắng bình tĩnh, trong thời gian tới thì các anh em ở đây và nhất là cộng đồng mạng chia sẻ để hy vọng là để tìm được, sớm tìm được người em gái của em. Em có lời nào muốn chia sẻ cho em gái của em, nếu như em gái của em ở đâu đó biết được thông tin người thân, người nhà mình hiện nay đang về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải để tìm cứu giúp, mà thì em gái biết ở đâu thì có thể báo tin cho anh Nguyễn Thanh Hải hoặc cho công Trần, hoặc nếu có thông tin liên hệ thì liên hệ cho người thân cũng được. Em nghĩ rồi, nếu mà em ở đâu em có quen bạn thương bạn gì đó thì em cứ về với mấy chị nói chuyện, thì mấy chị nói chuyện sắp xếp cho em, chứ em đừng có đi như vậy im lặng như vậy, mấy chị lo lắng nhiều lắm. Nếu mà có chuyện gì nguy hiểm là gì em cứ gọi điện cho chị hoặc là Nguyễn Thanh Hải, anh công Trần giúp đỡ cho em được về với mấy chị. Bất kể lý do gì, dù bé đi như thế nào, nhưng nếu bây giờ bé bị lừa hay bị dụ dỗ, hay là bé đi làm một công việc gì đó, nhưng thực sự là bây giờ bé không muốn làm những công việc đó, mà muốn liên hệ cho gia đình, mà muốn cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, cũng như là anh Nguyễn Thanh Hải, cũng như công Trần, cùng với một số anh em khác, hoặc có thể là liên hệ cho tất cả những số điện thoại đã có trên mạng, thì có thể là nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Anh em ở đây sẽ sẵn lòng để giúp đỡ. Rồi, công Trần chúng ta xin thông báo thế này. Hiện nay là rất nhiều các trường hợp, các nạn nhân bị lừa, bị dụ dỗ xin việc làm trên mạng. Rất nhiều đường dây, rất nhiều, thậm chí là rất nhiều người bạn trẻ đang bị sập bẫy làm những công việc ở việc nhẹ lương cao. Rất nhiều người đã bị mắc lừa là vô đó làm lương tháng từ cái tầm này đến tầm này. Đến khi mà không làm được là chúng cho về, nhưng thực sự là chúng không cho về. Vào đó chúng bắt viết giấy cam kết, thậm chí quay phim chụp hình, bắt là cái số tiền mình phải cần này. Đến khi mà các cô gái không có thực hiện được là chúng bắt đầu chúng dở những trò đổi bại đến với các cô gái này. Thì hiện nay thì chính bản thân anh cũng như anh Nguyễn Thanh Hải gặp rất nhiều các câu chuyện, các tình huống, và nó là rất nhiều câu chuyện, và nó vô cùng đau lòng. Anh em cũng giải cứu được rất nhiều các ca, và nó là cực khó, không phải là dễ một tí nào. Thế còn em gái của em hiện nay chưa có một thông tin nào cụ thể. Hy vọng là cái tấm hình này anh sẽ đưa lên đây để cho cộng đồng mạng nhìn thấy rõ. Nếu em gái của em đi bất kể đâu đi chăng nữa thì quý vị và các bạn này nhìn thấy để chia sẻ, để cho gia đình sớm tìm được người thân của mình. Dạ, công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào em.